chị tới bộ cấp này là độ 25 16 rồi, là có nhiều. Cái này tính tí nữa. Chồng bà Hiền mà Hiền mà cắt mắt đó. Cắt mắt cho chị ấy đây, làm công an đấy, bỏ nghề công an rồi đó. Vì làm cho vợ đó. Làm trước ông làm công an mà giờ ông bỏ luôn công an rồi. Và sau khi làm cho vợ thì nhìn càng ngày càng bê. Càng bê. Xử hết cái này đến cái kia. Chờ một chút nha, để lúc chị đi làm cái này nha.
Trời, có cơn gió ở đâu nó phả mà người em lạnh quá vậy. Lạnh hả? Lạnh hả? Kéo mà lại qua. Đúng là nhân viên uy tín thì cơ. Đây chỉ là nhân viên uy tín. Kêu cái Hạnh kéo qua, ai tới thôi mà nó kéo một phát lên trên người luôn. Chị với chị không Hạnh chắc phải chắc chết luôn. Không hiểu ý gì hết trơn. Lúc đấy nó kéo cái răng như ra cắn một miếng một miếng. Tớ sát trùng cái thằng răng của mày nó bắt mày cắn. Cắn bít. Tính nó là chậm lắm rồi đó. Chị còn đã chậm gì nè. Ủa ai? Tại sao vậy? Ghê không? Bị thế nào vậy? Sức có một chút xíu mà là gì thấy ghê vậy? À, hôm qua đó hả? Càng ngày nó càng ra. Em cứ hoạt động cái là kiểu nó nứt ra chị ơi. Thôi đi hôn vô. Chị nó cũng đỡ cho em được. Ghê vậy. Sức có một chút xíu xíu thôi. Không quá nó không có đâm vô mà nó xước à. Ừ. Tưởng không bị gì mà. Nó xước cái vết trắng này cũng tự nhiên. Tại da em nó khó lành. Ý nó kêu là đừng bắt nó rửa mặt nữa. Cho lên bàn thờ luôn. Không, giờ một đứa rửa mặt, một đứa chỉ ngồi chạy dẫn chất thôi. Em rất yêu thích công việc này. Em rất rửa mặt luôn. Ý kiến tính là công việc spa nó rất là sang chảnh luôn á. Qua hai cái miệng hai đứa này cái là nhìn nó bẩn liền luôn á. Như bằng dữ bằng nha Như ơi. Bằng rồi, thấy công việc có gì không? Nghe tên có gì không? Không có gì biết nào. Muốn tìm hiểu cái nghề đó ra sao vậy? Không ai muốn tìm hiểu luôn. Về quê người ta hỏi mày làm gì trên Sài Gòn? Rửa mặt mướn. Đi kêu là người ta thuê con đi rửa mặt.
xám á hả? Hôm nay hả? Nó qua nào nó qua thôi chứ sao vậy? Cái gì? Sẹo mà, đúng đâu. Chia ra mỗi người cắt một lần chỗ. Ý tụi nó đang kêu chị là mua kéo khác. Hiểu không? Ê, chị tiết rẻ cái kéo thì tụi em mà chị mua chỗ cả.